Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề là bà bầu bị khó thở khi mang thai. Khó thở khi mang thai là tình trạng thường gặp ở mẹ bầu, nhất là trong những tháng cuối thai kỳ. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho mẹ bầu khó chịu và ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cùng với các hoạt động hàng ngày. Vậy có những nguyên nhân gì khiến cho mẹ bầu khó thở? Xét về nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng mẹ bầu bị khó thở. Không phải lúc nào cũng xác định được chính xác, cho nên mẹ cần lưu ý hiểu rõ các nguyên nhân, triệu chứng kèm theo như là tim đập nhanh, chóng mặt v.v. để biết được mức độ của biểu hiện này. Khó thở khi mang thai có thể là do nhiều yếu tố khác nhau như từ tử cung đang phát triển dần thay đổi, ảnh hưởng đến nhu cầu của tim, mẹ bầu có thể cảm thấy khó thở ngay từ những ngày mới mang thai, hoặc khó thở có thể xảy ra muộn hơn ở 3 tháng giữa và hầu như là rất nghiêm trọng ở 3 tháng cuối thai kỳ. Khó thở khi mang thai chủ yếu là do những thay đổi của cơ thể để nuôi dưỡng em bé, tuy nhiên thì vẫn có một số nguyên nhân khác gây ra tình trạng mẹ bầu khó thở, đó là bệnh hen suyễn. Và nếu mẹ bị hen suyễn khi mang thai có thể khiến các triệu chứng của bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Có thể mẹ bị bệnh cơ tim chu sản, là bệnh có thể xảy ra trong quá trình mang thai hoặc sau khi sinh. Bệnh này là một dạng của loại bệnh suy tim. Các triệu chứng của bệnh như sưng mắt cá chân, hạ huyết áp, tim đập nhanh, mệt mỏi khiến mẹ bầu khó thở. Những triệu chứng này khiến nhiều phụ nữ lầm tưởng đây là các dấu hiệu của mang thai. Tuy nhiên, bệnh cơ tim chu sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thai phụ, do đó cần phải được điều trị. Nếu bạn thấy có những dấu hiệu khác thường thì cần phải đi kiểm tra. Tiếp đến là bệnh thuyên tắc phổi. Thường xảy ra khi huyết khối bị kẹt trong động mạch phổi, do đó có thể ảnh hưởng đến quá trình hít thở và khiến mẹ bầu khó thở, ho và đau ngực. Tiếp đến là tình trạng tích nước trong cơ thể. Điều này xảy ra ở hầu như tất cả các mẹ bầu. Đa số các mẹ bầu thì thường bị phù nề khi mang thai do tình trạng tích nước. Khi bị phù nề, việc tích nước trong cơ thể mẹ bầu sẽ ảnh hưởng đến phổi và xoang mũi, gây khó khăn khi thở. Cho nên điều cần chú ý là chúng ta phải ăn nhạt và chú ý không được ăn mặn. Tiếp đến là vấn đề bị thiếu máu. Và đương nhiên rồi, khi mang thai thì cơ thể cần lượng sắt nhiều hơn bình thường để sản xuất các tế bào hồng cầu cần thiết và đưa oxy đi nuôi dưỡng thai cũng như các cơ quan khác trong cơ thể. Cho nên việc thiếu sắt cũng có nghĩa là thiếu máu sẽ khiến cho cơ thể làm việc nhiều hơn so với mức bình thường để tạo oxy, dẫn đến cho việc là mẹ bầu khó thở. Vậy thì mẹ bầu khó thở khi mang thai có nguy hiểm hay không? Phụ nữ mang thai cảm thấy khó thở và chỉ ở mức nhẹ bình thường thì không đáng lo ngại. Còn nếu nó đi kèm với một số triệu chứng thì chúng ta cần phải kiểm tra. Nếu bạn đi kèm với nhịp tim bị tăng đột ngột, đập không đều, cùng với cảm giác khó thở nặng, cảm giác mệt mỏi, yếu đi sau những trận chống ngực đập liên hồi. Khi làm việc nào đó, mẹ bầu có cảm giác đau ngực, đau liên tục không thở được. Bạn khó thở kể cả mẹ bầu được nằm nghỉ ngơi yên tĩnh và thoải mái vào ban đêm. Khó thở khi mang thai kèm theo hiện tượng da chân chuyển sang màu đỏ, sưng to. Hoặc là bạn có tiền sử hen suyễn trước đó thì cũng nên cẩn thận và tốt nhất là nên đến bệnh viện để nhận lời khuyên từ các bác sĩ. Vậy thì khi mẹ bầu khó thở thì cần phải khắc phục tình trạng này như thế nào? Đầu tiên thì bạn cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ngay lập tức khi bị khó thở cũng như là khi thấy cần thiết, bởi khi mang thai, phụ nữ không thể thực hiện các hoạt động thể chất như bình thường. Tiếp đến là thay đổi tư thế. Mẹ điều chỉnh tư thế để có thể hít thở dễ dàng hơn. Giữ thẳng lưng khi ngồi hoặc đứng sẽ giúp cho phổi có khoảng không để tiếp nhận oxy dễ dàng. Nếu bà bầu khó thở về đêm thì có thể chèn gối vào lưng và phần thân trên để tránh việc thai nhi gây áp lực lên phổi. Mẹ bầu cũng nên nằm nghiêng sang bên trái để tử cung không bị đè lên động mạch chủ, giúp cho việc hít thở dễ dàng hơn. Tiếp đến là vận động nhẹ nhàng. Thì mẹ nên tập luyện các bài tập thở thường được áp dụng trong lúc sinh để quá trình hô hấp dễ dàng hơn. Vận động nhẹ nhàng vừa phải như đi bộ, tập yoga là các biện pháp tốt giúp điều hòa nhịp tim và cải thiện nhịp thở. Và đó là những thông tin dành cho bạn. Cuối cùng thì cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.